Chào anh em, ICD nó khó luôn rồi nha, anh em đừng chờ nó lâu nha. Mình ghép sim bằng sim Ronin 1.7 này, bỏ vô máy quốc tế, nếu mà khách lẻ thì gọi mình để chết nhà mạng ra đúng nhà mạng gì nha. Chết là tính phí nha anh em, 10.000 nha. Cái này là iPhone 11 Pro này, laptop mobile 15.3.1, mình bỏ máy quốc tế này, mình đổi không sao, cũng gọi chờ xíu. Sim này đáng 150.000 nha anh em. Anh em thợ thầy thì inbox mình nha, 10 cái 80.000. Đó, lưu ý phải có kèm cái bao bì này mình mới bảo hành nha, không có bao bì mình không bảo hành nha anh em. Bảo hành 6 tháng nha. Cái này là vừa ICD, EMSI, AT&T rồi Fai AT&T đều được hết nha. Sắp tới bên mình sẽ ra cái version mới, nó sẽ tự hiện lên này. 3102605 bấm gửi. Bản thứ hai là gift nha, cái nào có thì bấm có thôi nha. 54 này bấm gửi. Đó, rồi giờ này mình kiểm tra lại nó đúng không? Tôm mai rồi, xong. Mình bảo mấy lắp. Rồi đâu rồi đó mình kiếm đâu ra. Anh chết chứ. Anh chết tính phí mà. Chứ tính phí mới rè chứ không phải mà nó rè nha anh em. Rồi mình khay sim ngược này nha anh em. Đó, mình dán keo hai mặt vô chỗ này, nhưng mà mình làm quen khỏi cần dán luôn cũng được. Giờ này mình vô mình bật dữ liệu di động, bật chuyển quân lên. Rồi nó sẽ tự được kích hoạt nha. Đổ cái này cho anh em dạo thấy đi. Đây, group Facebook mình mời anh em vô chơi nha. Nó sẽ tự kết hợp, cái quá trình kết hợp phải vài phút nha, 2-3 phút chứ không phải là nhanh là nó không có đúng nha. Mình đã tự kết hợp, anh em khỏi mấy công là anh em nói nha. Cái mã đây là trên trang web Hưng Thành Mobile.com của mình này, tất cả các bài viết mình đều có này, có IMDI hết, mình đã kèm đó, anh em coi theo máy của mình này. Như cái này là sập tâm quay này, 3102605 này, thấy chưa, nó tự kết hoạt nha. Đó, đây 3102605. Anh em ghép từ từ nó lên chứ không đừng cứ vội vàng nha. Chừng nào nó full lên chỗ này nó có NLT mới được, phải bật dữ liệu về chuyển vùng dữ liệu nha. Nhiều anh em là thấy là nó lên sóng xài ok là không có đúng nha. Bởi vì mình nói anh em phải xài 4G là làm sao khi nó mất sóng á, là có 4G nó tự động kích sóng lại. Còn nếu anh em mà tắt cái dữ liệu di động thì nó sẽ không có tự động auto kích sóng lại. Chứ không phải là không có 4G là xài không được. Xài được nhưng mà không có auto kích sóng lại nha. Anh em thấy nãy nó lên nhưng mà ảo, thấy không? Bây giờ nó mới kích lại mới 3G này, chờ nó lên 4G là ok. Một số anh em hỏi những ai đang xài máy lock là mà đã phay quốc tế rồi á, là không có được xóa vô cài đặt này, cài đặt chung này, chuyển hoặc đặt lại này, không được xóa dòng này nha. Còn máy lock sim ghép thì xóa thoải mái nha, vậy là được rồi đó. Mình test qua này, rồi như vậy là ok nha anh em. Rồi chúc anh em vui vẻ.